Thôi. Giữ đi đâu vậy? Vậy sao chụp hình được? Trời ơi đông. Đông quá Nam ơi, đông quá. Chắc bẹo la rài. Quỳnh ra anh Vũ ơi, đông quá. Đông quá không có đứng lại được anh. Để cho biết thôi chứ cái này là chưa được biết nữa là nó bị quá tải rồi. Má đông dễ sợ ha. Sala hay là hầm cầu? Cầu á. Mà rộng không? Để có bên kia sông đây nè. Đi đi, dắt đi, em dắt đi. Anh Vũ chạy xe nó im quá. Cái lon im re à. Còn bầu nữa không? Nó dễ kêu phải gì e luôn. Á bô nghe thật là gì vậy? Tiếng chân nữa. Anh chỉnh á. Chỉnh được mà. Mà nó lon cái luôn nghe ghê quá.
chỗ đậu cũng được. Ở đây hình như không được đậu xe ở đây hay sao á. Ờ nó cắm hết rồi, thôi mình quanh ra, quanh ngược ra thôi. Qua đây là bầm, đây là bầm. Vô hầm luôn. Ừ. Vô hầm luôn. Quay lại vô hầm xong rồi đi ra Bến Thành chụp cái gì vậy? Nạt ra lửa luôn. À.
là khó để mà anh em ngẫu hứng mà rảnh để mà đi dạo với nhau như vậy các bạn. Anh em ai có công việc riêng hết, thành thử là hôm nay đúng nghĩa ngẫu hứng nè. Giống như là anh Vũ anh nói ảnh là anh không ra không, cái cuối cuối là ảnh lại ra thì ảnh mới đi ba nước ở bên châu Âu về thì ảnh mệt, thế không biết sao thì anh chạy ra cái thế là tụi mình hứng lên. Ok anh em mình đi nay ra một cái đó, cái câu chuyện nó là như vậy. Rồi sao tắt hết đèn rồi? Đậu đại chụp hình cái coi. Ừ đậu 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 đại luôn, đậu đại luôn. Đó, đậu đậu như luôn. Hơi. Giữ đi đâu vậy? Chụp hình cái Vũ. Chụp hình cái đi. Chụp bê nó nghe ơi. Đồ má đẹp quá. Mới mình lấy về chưa biết gì. Vô bộm, bộm, đứng vô bộm. Chứ nữa ơi. Rồi cái nữa nè, cái nữa nha. Đã không anh? Nó lóc lại luôn. Dạ. Ok. Ở đây liên Tết mà. Ghê quá. Rồi anh em mình đi về đây, bye bye. Bye bye các bạn. Ây da. Go go. Ờ, áo đẹp quá. Lộ hết rồi.